Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 khiến giao thông tại Đắk Lắk bị chia cắt, 300 hộ dân phải di rời, đập thủy lợi chứa 700.000 khối nước có nguy cơ bị vỡ. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0912 và số cuối 633. Dưới tác động của bão số 6, biển Nha Trang có sóng rất to, tràn cả lên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, gây khiếp sợ cho người đi đường. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội và số điện thoại 0904 và số cuối 914. Hứng cá ngay miệng cống, công việc thời vụ đang mang về cả triệu đồng mỗi ngày cho người dân vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Phản ánh của khán giả Đồng Tâm có số điện thoại 0391 và số cuối 273. Hàng loạt học sinh trường mầm non Trường Xuân ở xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp phải nhập viện cùng triệu chứng. Phản ánh của khán giả Trần 10 có số điện thoại 0315 và số cuối 702. Nhận thấy có giá trị cao, tại Trà Vinh, một người phụ nữ đã nghiên cứu và biến sơ dừa thành những sản phẩm rất hữu ích, thân thiện với môi trường. Phản ánh của khán giả Phúc Hưng qua số điện thoại 0313 và số cuối 195. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 6, đêm mùng 10 tháng 11 và sáng ngày 11 tháng 11, Đắk Lắk xuất hiện mưa lớn làm ngập cầu đường và sạt lở đường xá, khiến giao thông bị chia cắt. Hơn 300 nhà dân phải di rời khẩn cấp và hàng trăm học sinh buộc phải nghỉ học. Nghiêm trọng hơn, theo thông tin từ khán giả Thanh Hải, có số điện thoại 0912 và số cuối 633, đập thủy lợi cũng có nguy cơ bị vỡ. Sau trận mưa đêm ngày 10 tháng 11, nước dâng ngập cả hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Rồng Bộc. Hàng trăm học sinh của các trường tiểu học Ia Ba và Cư Pui 1 phải nghỉ học để chờ khắc phục sự cố. Mưa lớn gây sạt lở một đoạn đường dài hơn 100 mét sát đầu cầu Buôn Em Khí, xã Giang Mọc, dẫn đến nguy cơ sạt lở mố cầu. Nước dâng cao cũng làm rò rỉ, gây nguy cơ vỡ đập thủy lợi Ia Hamun thuộc xã Cư Pui, chứa khoảng 700.000 mét vuông nước. Lực lượng ứng cứu đang túc trực để ngăn các tình huống thiệt hại xấu nhất có thể xảy ra. Theo thống kê, Đắk Lắk có hơn 300 hộ dân, 300 hecta hoa màu bị ngập. Hiện các hộ dân trong khu vực ngập đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cụ thể, lượng mưa ở khu vực phía đông gồm các huyện Emerjak, Iaka từ 120 đến 130 mm. Khu vực đông bắc gồm các huyện Iahleo, Krông Năng từ 60 đến 90 mm. Các khu vực khác từ 20 đến 40 mm. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, mưa lớn sẽ xảy ra ở các huyện Emerjak, Iaka, Krông Bắc, Cư Em Ga, Ia Hơ Leo, Ia Súp với tổng lượng mưa cả đợt từ 100 đến 150 mm. Các nơi khác có lượng mưa phổ biến từ 70 đến 110 mm. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo các địa phương cần đề phòng lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng ở ven sông suối, sạt lở vùng đất dốc, hạn chế lưu thông qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng lũ lớn. Được biết, vào sáng ngày 11 tháng 11, vị trí tự áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên đất liền của Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tự áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, khoảng 40-50 km/h, giật cấp 7. Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Thưa quý vị, trước đó, khi cơn bão số 6 đang đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, vào chiều ngày 10 tháng 11, biển Nha Trang có sóng rất to, sóng đánh cả lên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, gây khiếp sợ cho người đi đường.
Hình ảnh này đã được khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914 ghi lại trong clip sau đây. Những con sóng cao gần 4 mét liên tục ập vào dải bờ kè, leo lên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đánh phủ lên người đi đường. Những dải bọt nước biển trắng xóa như bắn pháo bông tràn ngập suốt chiều dài của tuyến đường này. Do là vào giờ chiều nên có rất đông người dân và du khách đi dạo biển hoặc chạy tập thể dục. Nhiều người đã bị sóng đánh phủ cả lên người. Trong đó cũng có nhiều du khách gan dạ muốn tìm cảm giác mạnh đã đứng lại để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc ngoạn mục hiếm thấy tại thành phố biển Nha Trang. Tình trạng sóng biển đánh phủ cả lên người đi đường vẫn thường xuyên xảy ra trên tuyến đường biển này trong các mùa mưa bão hàng năm, nên đã không còn lạ gì đối với người dân địa phương, nhưng đã gây nên một phen kinh hoàng đối với những du khách khi lần đầu tiên chứng kiến. Do ảnh hưởng của thiên tai bão lụt, chiều cường đánh vào bờ, tại nhiều bờ biển ở tỉnh Hà Tĩnh đang ngập trong rác thải, trải dài cả km chưa được thu gom, khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch tại các xã vùng ven biển ở Hà Tĩnh. Nội dung phản ánh này được khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199 gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Rác thải nhựa, bao ni lông, ngư cụ tấp vào bờ, ruồi muỗi bay xung quanh, tạo thành một quang cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Nước thải phát sinh từ sinh hoạt, chế biến thủy sản của các hộ dân cũng xả thẳng ra bờ biển, bốc mùi hôi tanh, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất đi cảnh quan xanh sạch đẹp ở các vùng ven biển. Ngoài ra, nguyên nhân rác thải tràn lan là do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân nơi đây còn kém. Mặc dù thời gian vừa qua, nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tuân thủ, giữ vệ sinh chung, giữ gìn cảnh quan môi trường trong lành, nhưng đều không mang lại hiệu quả. Theo tìm hiểu của khán giả Nhật Bảo, trong những năm gần đây, nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức ra quân thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường ven biển, tạo cảnh quan sạch đẹp, thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do lượng rác quá lớn cùng với ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, nên hiện nay, tại nhiều vùng ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại một lượng rác thải lớn. Thiết nghĩ tình trạng rác thải bừa bãi ở dọc vùng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra khá lâu và đang đe dọa nghiêm trọng tới môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, người dân sống ven bờ vùng cửa biển vẫn mong mỏi chờ đợi một giải pháp thực sự hiệu quả của chính quyền địa phương để chấm dứt cảnh sống chung với rác thải suốt một thời gian dài. Thưa quý vị, thời điểm này, các cánh đồng ngập nước ở xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được chính quyền địa phương mở cống, xả nước từ đồng ra kênh để xuống giống lúa đông xuân. Khán giả Đồng Tâm có số điện thoại 0391, 3 số cuối 273 cho biết, tranh thủ cơ hội này, người dân đã hứng cá ngay tại cống, đánh bắt được hàng trăm kg cá các loại mỗi ngày. Hiện người dân vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự rất phấn khởi vì bội thu lượng cá trong thời điểm xả cống, thu nhập hơn triệu đồng mỗi ngày. Tại điểm cống trên tuyến kênh Cội Đại, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, người dân dùng lưới bao quanh miệng cống để hứng cá từ đồng ra sông. Cứ khoảng 15 phút, người dân bơi xuồng lại cống, kéo lưới lên bắt cá. Mỗi đợt thu hoạch đầy ấp cá trong khoang xuồng từ 10 đến 20 kg cá các loại. Theo người dân, mỗi ngày hứng cá tại cống được khoảng hơn 250 kg cá các loại. Số cá này chủ yếu là các loại cá linh, cá thiểu, cá chốt, cá trạch và cá heo nước ngọt. Hứng cá xong, người dân bơi xuồng vào bờ phân loại cá. Với các loại cá linh, cá thiểu sẽ được bán cho người dân xung quanh ủ mắm với giá dao động từ 4.000 đến 6.000 đồng một kg. Cá chốt, cá trạch và cá heo nước ngọt được bán cho các bạn hàng với giá bình quân từ 30 đến 40.000 đồng một kg.
bình quân mỗi ngày người hứng cá tại cống kiếm được từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hoạt động hứng cá tại cống chỉ được kéo dài trong vài ngày, đến khi lượng nước trên các cánh đồng rút hẳn. Vì thế, người dân tranh thủ ngày đêm hứng cá, kiếm thu nhập trong thời điểm mùa lũ rút. Mới đây, tại trường mầm non Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một sự việc hy hữu khi nhiều trường hợp trẻ em học tại ngôi trường này mắc bệnh giống nhau, phải nhập viện điều trị nhưng chưa rõ nguyên nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Trần 10 qua số điện thoại 0315, 3 số cuối 702. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp 10, trường mầm non Trường Xuân có tổng số trẻ 439, trong đó trẻ ăn bán trú tại trường là 417 cháu. Ngày 7 tháng 11 có 350 trên 417 trẻ đi học, vắng 67 trẻ. Khi đến trường, tất cả trẻ hoạt động vui chơi bình thường và không có biểu hiện gì bất thường. Đến sáng ngày 8 tháng 11, tổng số học sinh đến trường 340 trên 417, vắng 77 trẻ. Thấy số lượng trẻ của trường nghỉ học nhiều nên ban giám hiệu đã tìm hiểu nguyên nhân và biết các bé đều bị sốt, nôn, tiêu chảy, có biểu hiện bất thường. Một số bé đã được phụ huynh chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 để điều trị. Cũng trong ngày 8 tháng 10, tại trường có thêm nhiều trẻ có biểu hiện sốt nên trường đã thông báo cho phụ huynh đưa các cháu về nhà để chăm sóc. Hiện tại, 13 bé đã được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 khám điều trị. Sau đó, có một bé 3 tuổi chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vào tối ngày 8 tháng 11. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với ngành y tế đã trực tiếp đến trường mầm non Trường Xuân tìm nguyên nhân và có biện pháp chỉ đạo thực hiện. Ngành y tế huyện cũng nhanh chóng vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ra tình trạng của nhiều trẻ của trường mắc bệnh giống nhau. Trước diễn biến của bệnh xảy ra ở trẻ tại xã Trường Xuân, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Tháp 10 đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tiếp nhận bệnh, theo dõi sát diễn biến của các trường hợp bệnh nhân nhập viện, thông tin rộng rãi tới người dân tại các ấp ở trong xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, chủ động theo dõi tình hình bệnh để có các biện pháp cùng với ngành y tế xử lý kịp thời. Đồng thời tổ chức đoàn trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Tháp 10 để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các trẻ đang có nhập viện điều trị, số tiền là 1 triệu đồng. Trong đó, thì Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 500.000 đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hỗ trợ 500.000 đồng. Và chiều ngày 10 tháng 11, trụ trì Thích Nữ Quảng Tịnh, trụ trì của Chùa Thanh Lương ở ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã cho biết, nhà chùa vừa tiếp nhận và đang chăm sóc một bé sơ sinh bị mẹ ruột bỏ rơi ngay trong chánh điện chùa. Được biết đây là một bé trai cân nặng khoảng 3 kg. Theo trụ trì Thích Nữ Quảng Tịnh, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 7 tháng 11, khi sư Tịnh và một cô sư khác đang ở phía sau chùa thì nghe thấy tiếng khóc của em bé phát ra từ phía chánh điện chùa. Linh cảm về một điều gì đó, sư trụ trì liền chạy lên phía trên thì phát hiện một bé sơ sinh đang bị bỏ lại ngay giữa chánh điện chùa Thanh Lương. Kiểm tra kỹ, sư Tịnh phát hiện một bé trai được quấn một chiếc khăn quanh người. Bên cạnh là một túi xốp màu trắng, bên trong chứa đồ cũ của em bé và một tờ giấy với dòng chữ. Bé sinh ngày 1 tháng 11 năm 2019, con không có điều kiện nuôi dưỡng, nay nhờ các sư nuôi dưỡng giúp con. Biết đây là trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi vì hoàn cảnh khó khăn, sư trụ trì cùng các sư cô đưa bé đi tắm rửa, gọi cho các Phật tử tới, đồng thời trình báo cơ quan chức năng địa phương để làm các thủ tục cần thiết. Đến ngày 8 tháng 11, chính quyền địa phương xã Minh Hưng đã trực tiếp làm việc với chùa Thanh Lương để ghi nhận vụ việc, đồng thời ra thông báo tìm cha ruột của bé trai sơ sinh. Sau khi nghe tin chùa Thanh Lương tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người cũng đã tìm đến với mong muốn được nhận bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, nhà chùa đều từ chối vì cho rằng em bé có duyên với chùa, đồng thời mẹ bé bỏ lại cũng vì niềm tin và sự chăm sóc của chùa. Điều quan trọng hơn, trụ trì chùa Thanh Lương cho rằng
nếu khi được nuôi ở chùa, một ngày nào đó mẹ của cháu bé ổn định, nếu quay lại thì sẽ có cơ hội tìm thăm con và biết con mình còn khỏe mạnh. Cũng theo sư Thích Nữ Quảng Tịnh, điều may mắn là gần chùa Thanh Lương có một Phật tử là chị Bùi Thị Liên cũng có con nhỏ được khoảng 1 tuổi, nên khi nghe sự việc, Phật tử này liền bỏ ý định nộp hồ sơ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, tình nguyện tìm đến hỗ trợ cùng nhà chùa nuôi nấng bé trai bị bỏ rơi, chia sẻ nguồn sữa mẹ với bé. Trong thời gian này chờ đợi á con, nếu mà gia đình mà thương em thì xin em lại á, thì nhà chùa cũng sẵn sàng để cho em lại mẹ con có tình một tử. Còn nếu như mà gia đình mà để chùa nuôi luôn á, thì sư cũng nuôi nấng em khôn lớn, rồi cùng quý Phật tử cùng góp phần lại rồi ủng hộ giúp đỡ cho em. Mà em cũng tính là gửi thằng cu rồi cho ông bà nuôi để em đi làm, nhưng mà thấy chùa có thằng cu là dễ thương hơn là cái ở nhà chăm rồi luôn, thì mình tạo phước cho con như cái luôn chăm cái chùa. Điều trùng hợp là cách đây khoảng 1 năm, cũng vào thời điểm này, một bé gái sơ sinh cũng bị mẹ ruột bỏ rơi ở trước cổng chùa Thanh Lương. Bé gái sau đó được nhà chùa chăm sóc và làm các thủ tục để nhận nuôi. Hiện nay, bé trai sơ sinh mới bị bỏ rơi, đang được nhà chùa và các Phật tử cùng nhau chăm sóc bằng sữa mẹ và sữa ngoài. Bé có thể trạng bình thường, cân nặng khoảng 3kg, rất kháu khỉnh và dễ thương. Xin được chuyển sang một phản ánh khác. Thưa quý vị, trái dừa gắn liền với đời sống của người dân miền Tây, từ việc tận dụng làm các vật dụng cho tới nguyên liệu cho ẩm thực. Trong khi đó, vỏ trái dừa lại có thể dùng làm than hay là phân hữu cơ. Đặc biệt là thân và rễ dừa dùng làm hàng mỹ nghệ rất được yêu thích. Vậy thì còn sơ dừa thì sao? Nó lại có một giá trị kinh tế rất cao khi tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, có một người phụ nữ đã biến sơ dừa thành những sản phẩm độc đáo, thân thiện với môi trường và đưa đi xuất khẩu, giúp đời sống của bà con trồng dừa bớt đi những khó khăn trong việc tìm đầu ra tiêu thụ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và tìm hiểu về những sản phẩm thân thiện với môi trường của người phụ nữ này qua chia sẻ sau đây của khán giả Phúc Hưng qua số điện thoại 0313 và số cuối 195. Trước đây, với phần vỏ dừa gọt ra, bà Nguyễn Thị Kim Thúy thường chở đi cho nhà vườn để độ, ủ phân hoặc đổ đi. Nhưng số lượng vỏ dừa gọt ra ngày càng nhiều, bà phải tìm cách giải quyết vấn đề thực tế tại cơ sở. Bắt tay vào làm, bà Thúy đã nghiên cứu thành những sản phẩm rất hữu ích, thân thiện với môi trường từ sơ dừa. Từ vỏ trái dừa, tách ra được sơ và mụn dừa. Phần sơ, bà Thúy xử lý thành thảm sơ dừa. Phần mụn dừa thì dùng làm đất trộn cho cây trồng. Chất kết dính được sử dụng trên sơ dừa là loại keo cao su non đã được ngành chức năng kiểm định cho phép sử dụng trong nông nghiệp và thực phẩm. Sơ dừa được trải đều ra trên khung lưới sắt rồi phun keo cao su non. Thành phẩm là những tấm thảm sơ dừa có kích thước dài 1-2m, độ dày 3mm. Đây là kích thước được phù hợp, phủ vừa gốc bưởi hoặc kết lại để trải gốc sầu riêng hoặc các loại cây trái có tán lớn hơn. Cái sơ dừa này nó đang khác thì thị trường đó giờ ta đang nhiều lắm rồi. Giống như là lục bình với cói thì đang rất là nhiều. Chị muốn kết hợp giữa giống như là giữa mình mai hoặc là mình thiêu trên sản phẩm thì nó thấy sẽ bắt mắt hơn. Cũng từ cách xử lý sơ dừa như trên, bà Thúy còn làm ra thêm nhiều sản phẩm khác như tấm gói rau, túi sách, các loại túi đựng đồ, chậu trồng cây, thảm lau nhà đều được chế biến tinh xảo qua đôi tay của bà Thúy. Các sản phẩm này đều được tạo hình, tạo dáng tinh tế, xử lý ẩm mốc, mốn mọt bằng công nghệ vi sinh cho phép cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra, bà Thúy còn đưa ra sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sơ dừa trở thành đồ trang trí nội thất tại các không gian cao cấp, phục vụ cho các khu du lịch sinh thái và khách sạn, resort trong cả nước. Cái sơ dừa này thì nó có ưu điểm là nắng mưa, nó chịu được nắng, chịu được mưa, được ở ngoài trời tầm từ 2-3 năm là vẫn không có, nó chậm hư lắm. Nhưng mà tới chừng nó mục thì nó cũng là phân bón cho cây, nó tốt cho môi trường lắm. Mỗi ngày tại cơ sở của bà Thúy sản xuất ra từ 100-300 sản phẩm từ sơ dừa và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh Nam Bộ, nhất là miền Đông,
đồng thời còn được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước châu Á. Với diện tích gần 13.000 m2 và hơn 200 công nhân, cơ sở của bà Thúy đã tạo sinh kế ổn định cho lao động nông thôn. Mô hình sản xuất của bà Thúy không chỉ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho quê nhà. Hy vọng rằng những sản phẩm độc đáo thân thiện với môi trường từ sơ dừa sẽ ngày càng được nhiều thị trường khác đón nhận, giúp người dân trồng dừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, đêm ngày 10 tháng 11 và sáng 11 tháng 11, Đắk Lắk xuất hiện mưa lớn làm ngập cầu, đường và sạt lở đường xá, khiến giao thông bị chia cắt, hơn 300 nhà dân phải di dời khẩn cấp và hàng trăm học sinh buộc phải nghỉ học. Đập thủy lợi trên địa bàn cũng có nguy cơ vỡ. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0912 và số cuối 633. Khi cơn bão số 6 đang đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, vào chiều ngày 10 tháng 11, biển Nha Trang có sóng to. Sóng đánh cả lên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng gây khiếp sợ cho người đi đường. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều du khách nán lại để ghi lại những khoảnh khắc hiếm thấy làm kỷ niệm. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội của số điện thoại 0904 và số cuối 914. Do ảnh hưởng của thiên tai bão lụt, chiều cường đánh vào bờ, tại nhiều bờ biển ở tỉnh Hà Tĩnh đang ngập trong rác thải, trải dài cả km chưa được thu gom, khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch tại các xã vùng ven biển ở Hà Tĩnh. Mặc dù rác vẫn thường xuyên được thu gom, tuy nhiên do số lượng lớn cùng với ý thức một bộ phận người dân chưa cao nên rác thải vẫn tràn lan, đề nghị ngành chức năng đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo của số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Thời điểm này, các cánh đồng ngập nước ở xã Thường Thới A, Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được chính quyền địa phương mở cống, xả nước từ đồng ra kênh để xuống giống lúa đông xuân. Người dân tranh thủ hứng cá ngay tại cống. Bình quân mỗi ngày người hứng cá tại cống kiếm được từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Khán giả Đồng Tâm có số điện thoại 0391, 3 số cuối 273 chia sẻ. Hoạt động hứng cá tại cống chỉ được kéo dài trong vài ngày, đến khi lượng nước trên các cánh đồng rút hẳn. Vì thế, người dân tranh thủ ngày đêm để hứng cá những ngày này. Mới đây, tại trường mầm non Trường Xuân, Đồng Tháp xảy ra một sự việc hy hữu khi nhiều trường hợp trẻ em tại trường học mầm non Trường Xuân ở xã Trường Xuân mắc bệnh giống nhau phải nhập viện điều trị nhưng chưa rõ nguyên nhân. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và đang chờ đợi Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh cũng như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xuống hỗ trợ xác định chính xác nguyên nhân bệnh. Phản ánh của khán giả Trần 10 của số điện thoại 0315 và số cuối 702. Chùa Thanh Lương tại Bình Phước vừa tiếp nhận và đang chăm sóc một bé sơ sinh bị mẹ ruột bỏ rơi ngay trong chánh điện chùa. Điều may mắn là khi biết tin, một Phật tử gần chùa cũng đang có con nhỏ đến hỗ trợ cùng nhà chùa nuôi nấng bé trai bị bỏ rơi, chia sẻ một sữa mẹ với bé. Được biết, bé thể trạng bình thường, cân nặng được 3kg, rất kháu khỉnh, dễ thương. Phản ánh của khán giả Thanh Hiền của số điện thoại 0973 và số cuối 663. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.